Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ở những video trước tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những tuổi Tý, Sửu, Dần là hợp với tuổi nào, kết hợp với tuổi nào là được giàu sang phú quý, làm ăn buôn bán thì thuận lợi, được hợp tuổi đúng không ạ? Và lấy vợ tuổi nào thì sẽ được hạnh phúc trọn đời, cũng như là đẻ con tuổi nào thì sẽ sinh ra được những đứa con giàu có, ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi đúng không ạ? Và trong video ngày hôm nay chúng ta cùng xét tiếp tục đến những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão thì lấy tuổi nào, đúng không? Làm ăn với tuổi nào và sinh con năm nào, cũng như là trong các mối quan hệ kết hợp làm ăn kinh doanh thì chúng ta sẽ nên chọn tuổi như thế nào để được gì hanh thông và thuận lợi. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về chi tiết từng tuổi Mão, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ cũng xét về gì quan hệ địa chi nhé, quan hệ địa chi xem là địa chi Mão thôi, chứ còn cái quan hệ thiên can thì chúng ta sẽ xét trong video khác, thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ở những video tiếp theo đó. Và trong video ngày hôm nay chúng ta chỉ xét về những cái tuổi Mão kết hợp với tuổi nào tốt thôi, đúng không ạ? Và lấy tuổi nào thì được lộc trời cho, lấy tuổi nào thì được gì, được may mắn, được hạnh phúc trọn đời, và kết hợp làm ăn với tuổi nào thì được tốt lành may mắn đó. À, thưa quý vị, thì chúng ta biết trong 12 con giáp thì từ Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi, thì 12 con giáp sẽ chia ra làm các, nói chung là các tình, các cục diện là gì, hợp xung hình hại phá tuyệt và gì, tam hợp, nhị hợp, lục hợp. Bên cạnh đó, nếu mà xét theo thiên can thì có thêm lộc mã quý nhân. Vậy nên là gì, khi mà chọn ra một cái tuổi thì chúng ta sẽ chọn ra những cái tuổi nào mà nó có quan hệ tương sinh tương hợp, hoặc là gì, nó là tam hợp nhị hợp thì là tốt nhất, đúng không? Và hôm nay thì tôi sẽ xét chi tiết từng tuổi Mão, tuổi Mão kết hợp với từng tuổi như thế nào và kết hợp với tuổi nào là may mắn nhất. Đấy, xin mời quý vị cùng theo dõi này. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét với cái trường hợp là tuổi Mão kết hợp với tuổi Tý, đúng không? Thì những người tuổi Mão kết hợp với tuổi Tý là vào phạm vào cục diện là gì, là tương hình. Cái cục diện tương hình Tý hình Mão hay là Mão hình Tý gọi là vô lễ chi hình, hay còn gọi là cái hình phạt do vô lễ. Phạm vào cái cục diện tương hình này thì thường là gì, do vô lễ mà gây ra những cái mâu thuẫn, gây ra những cái phạm pháp hoặc sinh ra những cái tai họa. Bên cạnh đó, hai cái tuổi này thì còn chứa nhiều cái mệnh đào hoa, đúng không? Hợi Mão Mùi thì đào hoa tại Tý, nên là Tý và Mão thì nếu mà lấy nhau ấy, hoặc là kết hợp nó ăn với nhau ấy, thì dễ dính vào những cái điểm dâm loạn không tốt trong gia đình, khiến cho trên dưới thì bất hòa và gia đình thì bất an đó. Thì ngoài ra Mão Tý hình nhau còn tựa như là gì, bỏ sáng và theo tối. Sở dĩ như vậy là do Mão là giờ ban ngày, đúng không? Lại hành với lại Tý là giờ ban đêm. Nó như vậy thì nó sinh ra cái sự là không thông, con cái vợ chồng thì cũng sẽ ốm đau liên miên đó. Thì nhìn chung những người tuổi mà phạm vào cái hình này ấy, cái cục diện là Tý Mão là hình nhau ấy, thì thiếu cái tính tự chủ, thiếu cái tính tự quyết và không thể độc lập giải quyết các vấn đề của bản thân, nên là gì, cái tính tình của họ ngày càng hấp tấp, càng vội vàng và càng cố chấp, nên là càng khó có thể kiềm chế được trước mọi những cái tình huống khó khăn. Chính vì thế mà cái lý do này mà những người tuổi Mão và những người tuổi Tý lấy nhau ấy, thì thường sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống và sẽ bị nhiều cái trắc trở. Còn trong chuyện làm ăn kinh doanh thì cũng không nên đó, nó sẽ gặp ra nhiều cái bất lợi trong cuộc sống. Nếu mà trong trường hợp mà tuổi Tý với tuổi Mão đó, ví dụ như là Giáp Tý 1984 mà lấy Đinh Mão 1987 chẳng hạn, đấy, thì người tuổi Mão sẽ là người nắm quyền, đúng không ạ? Và những người tuổi Tý sẽ ở thế yếu hơn, thường là vậy, thường ở thế yếu hơn. Và những người tuổi Mão, phụ nữ tuổi Mão thì sẽ ở cái thế là thế trên, đúng không ạ? Sẽ làm trụ cột, sẽ là người quyết định. Còn trường hợp mà ví dụ như Đinh Mão 1987 mà lấy Bính Tý 1996 ấy, thì cũng là gì? Nó cũng là phạm vào cái vô lễ chi hình và gia đạo cũng khó mà an yên. Mặc dù là nữ, đúng không ạ? Hợi Mão Mùi đào hoa tại Tý thì chồng rất dễ là xảy ra cái chuyện dâm loạn bên ngoài và cái đào hoa nó phạm đào hoa xấu và gia đình cũng từ đó mà tan vỡ, vân vân đó. Vậy nên là những cái tuổi này khi kết hợp với nhau thì nói chung là không nên nhá. Còn nếu mà lỡ mà tuổi Tý mà lấy tuổi Mão ấy, mà muốn được yên ổn làm ăn ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì, bộ tam hợp. Ở trong cái ngũ hành, âm dương ngũ hành có thuật là gì, đúng không ạ? Người ta sử dụng cái thuật là gì, cái ngũ hành ấy thì là tham sinh kỵ khắc, đúng không ạ? Âm dương ngũ hành là tham sinh kỵ khắc và tham hợp thì quân xung. Vì vậy mà Tý và Mão lấy nhau thì chúng ta sẽ chọn theo cái bộ tam hợp, đúng không ạ? Theo bộ tam hợp là Tý, ví dụ như là người tuổi Mão sẽ sử dụng cái bộ tam hợp là Hợi Mão Mùi, đúng không ạ? Và những người tuổi Tý sẽ sử dụng bộ tam hợp Thân Tý Thìn để hóa giải đó. Và cách tốt nhất là quý vị khi mà tuổi Mão kết hợp với tuổi Tý thì những người tuổi Mão sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân, để giúp cho cái chuyện là làm ăn kinh doanh cũng như là cái công việc nó được hanh thông thuận lợi hơn.
Đó, cái vòng tam hợp được làm từ ba hạt đá mã não, được khắc hình linh vật theo tuổi tam hợp của từng tuổi. Ví dụ như là với người tuổi Mão thì là gì? Hợi Mão Mùi. Còn với những người tuổi Tý là Thân Tý Thìn. Đấy, khi mà được tam hợp quý nhân, tức là được quý nhân tam hợp bên cạnh giúp đỡ ấy, thì mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Và nó đúng theo cái nguyên tắc là tham hợp quyên xung, tham sinh kỵ khắc. Vậy nên là cái cục diện là hình nhau nó sẽ cũng dần dần nó biến mất, và cuộc sống gia đình nó sẽ hòa thuận hơn. Cũng như là trong công việc, khi mà hai người kết hợp với nhau sinh ra những mâu thuẫn, những cái tranh cãi thường xuyên. Vậy nên là gì, cũng phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải, để giúp cho hai người có cuộc sống gì, công việc nó trôi chảy hơn, được hanh thông thuận lợi hơn. Hơn nữa lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ khi mà cần thiết. Vậy nên là gì, khi mà có khó khăn ấy thì quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện và giúp cho công việc nó được trôi chảy hơn. Từ đó thì khi mà công việc hanh thông thuận lợi, các mối quan hệ nó được hòa hợp rồi thì cái tiền bạc nó sẽ tự đến. Vậy nên là gì, quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải cái cục diện này. Đó. Những người tuổi Tý thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn, và những người tuổi Mão sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi nhé. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để được tư vấn về cái sản phẩm này. Đó. Bên cạnh đó thì cái vòng cũng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị mà thỉnh vòng tam hợp quý nhân ấy, hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để được xem ngày sử dụng hợp với phong thủy, và nó mang lại cái may mắn, mang lại cái cát lành nhất đến với mình. Đó. Đó là trường hợp đầu tiên, tuổi Tý đến tuổi Mão. Trường hợp thứ hai là tuổi Mão đến tuổi Sửu. Mão đến Sửu hoặc là Mão kết hợp nó ăn với Sửu, hoặc là những người tuổi Mão mà đẻ con tuổi Sửu thì như nào, đúng không ạ? Ví dụ như là người tuổi Sửu thì chúng ta biết Sửu là thuộc thổ, đúng không ạ? Mão là thuộc mộc. Mộc khắc thổ, tức là những người tuổi Sửu mà lấy tuổi Mão thì tuổi Sửu sẽ bị yếu thế hơn. Nếu mà chồng tuổi Mão vợ tuổi Sửu thì sẽ được gì? Được hợp đạo, tức là gì? Chồng khắc được vợ. Còn nếu mà ví dụ như bác mà 1985 mà lấy vợ 1987 thì là vợ lại thường ở cái thế trên. Vợ thường ở thế trên và mình sẽ là người lép vế, và vợ thường là những người trụ cột trong gia đình. Vì thế cho nên ở các cặp Sửu và Mão ấy, nếu mà chồng Mão vợ Sửu, chồng Mão vợ Sửu thì là ok, nhưng mà chồng Sửu vợ Mão là rất dễ xảy ra vấn đề, và gia đình rất dễ xảy ra chuyện ly tán chia ly. Vì vậy mà những người tuổi Sửu lấy những người tuổi Mão ấy, thì cũng gì, nó cũng thuộc dạng là cũng không được tốt. Vậy nên là quý vị nếu mà được lựa chọn thì có thể chọn tuổi khác. Đó, đó là tuổi thứ hai. Tiếp theo tuổi thứ ba là tuổi Mão và tuổi Dần, đúng không ạ? Mão Mộc Dần Mộc thì hai cái này là bình hòa. Những người tuổi Mão thì luôn mềm mỏng nhẹ nhàng, còn những người tuổi Dần thì lại là những người gì, người cứng cáp, những người rắn giỏi, những người mà luôn gì, luôn coi trọng cái sự nghiệp lên hàng đầu. Vì thế mà tuổi Mão và tuổi Dần ấy, thì kết hợp với nhau cũng khá là hợp. Hai tuổi này kết hợp với nhau thì gia đình cũng thường là yên ấm, cũng không có sóng to gió lớn gì cả. Đó. Vậy nên là trong trường hợp mà hai người lại lấy nhau thì cũng sẽ rất là tốt, và kết hợp làm ăn kinh doanh thì cũng là được, đúng không ạ? Không vi phạm cái gì cả. Đó. Như vậy là nếu mà trong trường hợp tuổi Mão và tuổi Sửu mà kết hợp với nhau ấy, thì quý vị cũng nên là cẩn thận một chút nhá. Bên cạnh đó thì những người tuổi Sửu cũng nên sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu khi mà kết hợp với tuổi Mão để làm gì? Để hòa hợp cái mối quan hệ vợ chồng, hòa hợp trong mối quan hệ làm ăn, đúng không ạ? Tuổi Dần cũng vậy, tuổi Dần khi kết hợp tuổi Mão cũng sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Biết đâu ấy, gia đình vợ chồng thì thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn, những tranh cãi. Đó là điều không ai tránh khỏi cả. Vậy nên là chúng ta cứ sử dụng để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, không chỉ giúp hóa giải cái cục diện xung khắc này mà nó còn giúp cho gia đình hòa thuận, êm ấm và công việc nó hanh thông thuận lợi hơn. Đó. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để thỉnh vòng tam hợp nhé. Tiếp theo chúng ta xét tuổi Mão với tuổi Mão, đúng không? Các cụ nói là gì? Cùng tuổi năm rưỡi mà ăn. Nhưng mà những người tuổi Mão lấy những người tuổi Mão cũng là một trong cái điều tốt. Đặc biệt Ất Mão mà lại lấy Ất Mão thì lại càng tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Do gì? Ất lấy lộc tuổi Mão, ví dụ 1975 ấy, 1975 mà lấy vợ tuổi Ất Mão thì tuyệt vời, đúng không ạ? Đó, như vậy là những người tuổi Mão thì lấy tuổi Mão là được nhá, là tốt nhá, không có vấn đề gì cả. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến cục diện tuổi Mão lấy tuổi Thìn, đúng không ạ? Mão, Mộc, Thìn, Thổ, đúng không ạ? Mộc Thổ là tương khắc là một, thứ hai là gì? Mão và Thìn nó rơi vào cục diện là lục hại. Thì người xưa quan niệm rằng hôn nhân hoặc là cái chuyện làm ăn kinh doanh ấy, hoặc là đẻ con sinh con đẻ cái mà vướng vào cái cục diện lục hại này thì sẽ khó bề mà được bền vững. Vợ chồng thường xuyên cãi cọ, gia đình thì lục đục, con cái thì hư hỏng. Thậm chí là gì? Có trường hợp nặng còn khiến cho kinh doanh thua lỗ, làm ăn để thất bát, tán gia bại sản. Hoặc là gì? Dẫn đến tình trạng là sát hại lẫn nhau. Vậy nên là cái cặp này thì nó không tốt, đúng không ạ? Nó không tốt chỗ nào cả. Vậy nên quý vị cần phải lưu ý, đúng không? Những người ví dụ những người 1987 thì tránh lấy 1988. Tránh lấy 1988, đi lấy 1989 sẽ tốt hơn. Đó. Và Mão và Thìn ấy, thì rơi vào cục diện lục hại. Vậy nên là nếu mà hóa giải ấy, thì quý vị sẽ gì? Chơi với người tuổi Dậu. Một là gì? Mão và Thìn mà lấy nhau thì đẻ con tuổi Dậu hoặc đẻ con tuổi Tuất.
Đó. Thì được gì? Mão Tuất là hợp thì gì? Không xung với Thìn nữa. Mà Thìn Dậu thì hợp lại không xung với Mão nữa. Vì thế cho nên là trong trường hợp mà quý vị kết hợp kinh doanh nào ăn cũng vậy. Nếu mà Mão và Thìn kết hợp với nhau thì chọn thêm một người nữa đứng thứ ba, đó là những người tuổi Thìn hoặc những người tuổi Tuất để được may mắn và hành thông. Đó. Như vậy là gì? Trong trường hợp mà những người tuổi Mão là những người tuổi Thìn thì chúng ta hóa giải như vậy. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên là những người tuổi Mão và những người tuổi Thìn cũng nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải, đúng không? Với sử dụng cái nguyên tắc là gì? Tham hợp quân xung, tham sinh kỵ khắc. Ngũ hành âm dương thì thích đi sinh hơn đi khắc, và quan hệ địa chi thì thích đi hợp hơn đi sinh, đi xung, đúng không? Vì vậy mà quý vị hãy sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải những cái thị phi, những xung khắc, những cái tình trạng hình hại này, để mang lại cái cuộc sống cho quý vị được yên ấm, được bình an hơn. Đó. Những người tuổi Mão thì sẽ đeo vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi nhá. Còn những người tuổi Thìn sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn. Đó. Đó là cái hóa giải. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh vòng tam hợp nhé. Tiếp theo chúng ta xem tuổi Mão và tuổi Tỵ, đúng không? Mão là mộc, Tỵ là hỏa. Đó, hỏa thì gì? Bị mộc sinh hỏa, tức là gì? Trong trường hợp mà tuổi Mão kết hợp tuổi Tỵ thì sẽ bị yếu thế hơn. Đặc biệt nếu mà trong trường hợp mà là vợ chồng ấy, ví dụ 1987 Đinh Mão mà lấy 1989 Kỷ Tỵ thì Kỷ Tỵ có phần là gì? Nói chung là sẽ gì, là người nắm bắt được cái vấn đề. Và những nếu mà chồng tuổi Mão và vợ tuổi Tỵ thì nói chung là cái ông này cũng hơi sợ vợ và cũng hơi nể vợ. Đó, cũng sẽ gì, sẽ bị dẫn dắt, sẽ bị nắm bắt nhé. Còn trong trường hợp mà vợ Mão chồng Tỵ, đúng không? Vợ Mão chồng Tỵ ví dụ 77 mà lấy 87 chẳng hạn thì nó sẽ khác. Đấy, thì nó không hợp đạo, và chồng sẽ là người gì? Người cực kỳ là cứng rắn. Đấy, còn vợ thì gì? Vợ này cũng cứng rắn, nhưng ông 77 mà lấy 87 ấy, thì hai vợ chồng thì cũng xảy ra nhiều chuyện vui ấy, nhiều chuyện vui để xem. Đó. Vì thế cho nên những người tuổi Mão mà lấy những người tuổi Tỵ thì cũng có rất nhiều cái chuyện xung khắc thị phi trong chuyện là quan hệ vợ chồng. Còn trong quan hệ làm ăn thì cũng gì, cũng hợp đạo, nhưng mà gì, hai người kết hợp rất là ăn ý, nhưng bên cạnh đó lại xảy ra nhiều chuyện mâu thuẫn, nhiều chuyện thị phi. Đặc biệt ông Mão thì ông cứng đầu, mà ông Tỵ thì ông gì, ông hơi rắn một chút. Đó. Vì thế mà những người tuổi Mão với kết hợp với những người tuổi Tỵ thì quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu nhá, để hóa giải cái tình trạng xung khắc này. Còn những người tuổi Mão thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Đó. Đó là trường hợp kết hợp với những người tuổi Tỵ. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Ngọ. Mão và Ngọ thì nó rơi vào cục diện là tương phá, là phá, đúng không? Thì quý vị đã biết đấy, trong hệ thống 12 con giáp từ Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Đấy. Thì mỗi cái địa chi tương ứng với 12 tuổi thì mỗi một tuổi mang một cái biểu tượng và mang một cái ý nghĩa khác nhau. Qua đó nó chia thành các cặp tương hợp, tương xung, tương khắc, tương hình, tương hại, vân vân, được ứng dụng vào trong cái đời sống của con người. Nhưng mà những cái tuổi mà kết hợp với nhau thuộc nhóm tương phá này thì sẽ không tốt, nó sẽ không được bền lâu. Nếu mà kết hợp vợ chồng thì sẽ nhanh tan vỡ, mà kết hợp làm ăn kinh doanh ấy, thì cũng sẽ dễ bị gì, dễ bị tan, là sẽ bị gì, dễ bị phá sản, dễ bị vỡ nợ. Đó. Cái cục diện mà phá nhau này, Mão và Ngọ phá nhau ấy, thì nó sẽ không tốt, không được bền lâu, nó mau tan rã và nó chủ về chống phá lẫn nhau. Chính vì vậy nếu muốn kết hợp thì hãy tìm những người làm ăn tuyệt đối bỏ qua, không nên kết hợp với những người tuổi Ngọ nhé. Và trong trường hợp mà tuổi Mão mà kết hợp với tuổi Ngọ ấy, thì có thể là sử dụng gì, những người tuổi Mùi. Tại vì Hợi Mão Mùi là tam hợp, hợp Mùi Ngọ Mùi là hợp thì sẽ gì, sẽ không phá Tý nữa, mà Mão và Mùi tam hợp thì sẽ không phá Ngọ. Đó. Như vậy là gì, chúng ta sẽ sử dụng cái cục diện là gì, tam hợp để hóa giải. Đấy. Thì với những người tuổi Mão sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi, còn những người tuổi Ngọ ấy, sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để hóa giải. Đó, để hóa giải cái xung khắc này đi, giúp cho vợ chồng, giúp cho cái công cuộc làm ăn kinh doanh nó thuận lợi hơn. Đó. Tiếp theo chúng ta xét về đến những người tuổi Mão và những người tuổi Mùi. Thì những người tuổi Mão và Mùi thì được gì? Được tam hợp. Thì quý vị biết ấy, trong 12 con giáp cứ cách nhau 3 năm. Cách nhau 3 năm thì gì? Gọi là tam hợp. Những cái con giáp thuộc cặp tam hợp khi mà nằm trong một cái mối quan hệ làm ăn vợ chồng hoặc là kinh doanh hoặc là sinh con cái, đấy thường sẽ là suôn sẻ, hay thông thuận lợi hơn. Và họ là những người có cùng mục tiêu, cùng lý tưởng, sẽ giúp đỡ lẫn nhau nên là dễ dàng tiến tới cái thành công hơn. Vậy nên là gì? Cái tuổi Mão và tuổi Mùi kết hợp với nhau là rất tốt. Đấy. Vậy nên là quý vị cũng cần phải gì? Cần phải chú ý khi mà chọn được tuổi sinh con cũng như là tuổi kết hôn. Đó. Đó là những người tuổi Mão và những người tuổi Mùi. Thì để nó may mắn hơn nữa thì những người tuổi Mão khi kết hợp với những người tuổi Mùi thì những người tuổi Mùi sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Tương tự những người tuổi Mão cũng vậy, để mang lại cái may mắn, mang lại cái sự hòa hợp trong các mối quan hệ làm ăn, trong các mối quan hệ kinh doanh.
và mang lại may mắn hơn trong công việc cũng như là gì trong cái cuộc sống thường ngày. Đó là tuổi Mão và tuổi Mùi, đúng không? Tiếp theo chúng ta xét tuổi Mão và tuổi Thân, đúng không? Mão Mộc Thân Kim thì Mão bị Thân nó khắc, đặc biệt là anh nào 1987 mà lấy vợ 1992 thì rất là dễ tan, vợ rất là bướng và thường xảy ra rất nhiều chuyện đó. Nên là gì, đội Mão Thân là nó không hợp, đấy, bị khắc. Nếu mà chồng 87 vợ 92 thì nó sẽ thường là xảy ra các chuyện là Thân này, Kim này, vợ chồng là gì, hay bất hòa, hay bị mâu thuẫn đó. Hoặc là gì, nếu mà chồng Thân chứ chồng 81 vợ 87 thì lấy sẽ được hợp đạo hơn, và những cặp đó nó sẽ đỡ bị cái chuyện xung khắc, đỡ bị chuyện thị phi hơn đó. Như vậy là gì, tuổi Mão và tuổi Thân thì kết hợp với nhau nhìn chung thì nó cũng không được tốt, thì quý vị nếu mà tránh được thì nên tránh đó. Vậy thì trong trường hợp mà lỡ kết hợp với nhau thì quý vị cũng sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải nhé. Sử dụng cái nguyên lý của âm dương ngũ hành, tam hợp quyên xung, tham sinh kỵ khắc để mà hóa giải cái trường hợp xung khắc này đi, và sẽ giúp cho gia đình được đầm ấm hơn, được hòa thuận hơn và mang lại cái may mắn, mang lại tiếng cười trong gia đình cũng như là trong công việc, thì cũng tránh được cái chuyện thị phi xung sát và tránh được những chuyện là gì, đối kháng lẫn nhau đó. Đó là tuổi Mão và tuổi Thân. Thì cặp Mão Thân thì cũng không tốt. Tiếp theo chúng ta xét cặp Mão Dậu, đúng không ạ? Các cụ nói là gì, Tý Ngọ Mão Dậu là tứ hành xung, và trong cặp tứ xung đó là bốn con giáp có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn về tính cách, về quan điểm sống cũng như là về phong cách sống. Cái điều này nó thể hiện qua những cái lần khắc khẩu, thể hiện qua những lần tranh cãi, thể hiện qua những cuộc cãi vã về bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Vậy nên là cái cặp tứ hành xung này nó rất là xấu, nó mang lại những cái khúc mắc, mang lại những cái khó khăn trong cuộc sống, trong gia đình cũng như là gì, trong xã hội đó. Vì thế mà những người tuổi Mão với những người tuổi Dậu ấy thuộc cục diện tương xung thì cũng không nên kết hợp với nhau. Trong trường hợp mà các bạn mà lỡ lấy nhau rồi hoặc lỡ kết hợp nó ăn với nhau rồi thì hãy chọn thêm người tuổi Thìn hoặc là những người tuổi Tuất. Được Mão Tuất hợp thì không xung với Dậu nữa, còn nếu Thìn Dậu hợp thì sẽ không xung với Mão, không hại Mão nữa. Thế từ đó thì công việc sẽ được thuận lợi và hanh thông hơn. Bên cạnh đó thì quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân, là những người tuổi Mão sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi, còn những người tuổi Dậu ấy thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Xỉu nhé, để hóa giải cái cục diện xung khắc này và mang lại cái may mắn, mang lại cái bình an cho cuộc sống gia đình của mình nhé. Đó là những người tuổi Dậu. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Tuất, đúng không ạ? Thì những người tuổi Tuất chúng ta cục diện là Mão và Tuất là lục hợp. Gặp cái cục diện lục hợp này ấy, thì nó tạo ra những điều tốt, đúng không? Cái cặp lục hợp nó chính là 6 cặp đôi con giáp nhị hợp với nhau. Chúng ta có gì, Tý Xỉu là hợp này, Dần Hợi hợp này, Mão Tuất là hợp này, Thìn Dậu hợp này, Tỵ và Thân là hợp này, và Ngọ và Mùi là hợp. Đây là 6 cặp lục hợp. Hay hiểu một cách đơn giản, có 6 cặp đôi con giáp hợp với nhau, được tương sinh cho nhau, giúp đỡ nhau, được coi là cái mối quan hệ tốt đẹp nhất. Các cặp thuộc lục hợp khi mà kết hợp với nhau, kết đôi với nhau cũng sẽ tạo nên cái sự may mắn, tạo nên cái sự hạnh phúc cho nhau. Và khi mà kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau thì cũng cực kỳ hợp, mang lại nhiều cái may mắn, mang lại nhiều cái cơ hội cho nhau, mang lại quý nhân cho nhau đó. Vậy nên trong trường hợp này, để tăng cường thêm cái may mắn thì những người tuổi Tuất hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để được tam hợp quý nhân nó trợ lực thêm. Còn những người tuổi Mão sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để tăng cường cái vận may cho mình trong công việc cũng như là trong cái mối làm ăn, cũng như là để hòa hợp các mối quan hệ xung sát trong vợ chồng đó. Đó là gì, tuổi Mão và tuổi Tuất. Như vậy Mão và Tuất lấy nhau rất hợp, kết hợp làm ăn với nhau cũng tốt đó. Và cuối cùng ta xét đó là những người tuổi Mão với những người tuổi Hợi, đúng không ạ? Những người tuổi Mão với những người tuổi Hợi thì được cục diện là tam hợp Hợi Mão Mùi đó. Nhưng mà nó chỉ được bán tam hợp thôi, để được tam hợp trọn vẹn thì quý vị hãy sử dụng thêm một cái bộ vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để mang lại cái cát khí của quý nhân tam hợp, để chiêu mời cái may mắn, chiêu mời những cái hạnh phúc, chiêu mời những cái điều tốt đẹp đến với chúng ta, đúng không ạ? Và trong 12 con giáp thì khoảng cách giữa ba con giáp là 4 năm, đúng không ạ? Những con giáp thuộc cái cục diện tam hợp này thì sẽ gì, có những mối quan hệ rất là tốt trong chuyện làm ăn, trong chuyện vợ chồng. Đấy, thường thì công việc sẽ hanh thông thuận lợi hơn, và bởi vì họ là những người có chung lý tưởng đó, nên là dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Bởi vì thế mà gì, những người tuổi Mão và những người tuổi Hợi là những người tuổi cực kỳ mà hợp nhau đó. Như vậy với những người tuổi Mão thì chúng ta nên kết hợp với tuổi nào đó? Đầu tiên là những người tuổi Mão thì chúng ta nên chọn đầu tiên là những người tuổi Mùi đó. Thứ hai là những người tuổi Hợi. Thứ ba là những người tuổi Tuất. Đây là ba cái tuổi kết hợp làm ăn tốt nhất, ba cái tuổi mà chọn làm vợ làm chồng tốt nhất, ba cái tuổi mà chọn sinh con đẻ cái là tốt nhất với những gia chủ tuổi Mão đó. Vậy nên là quý vị nếu mà được chọn nhé, tôi đang nói được chọn thì hãy chọn những tuổi này
Còn chúng ta đã biết ấy, thì nhân sinh thì vốn là do ý trời đã định, đúng không ạ? Và cái duyên kiếp, cái tuyển duyên cũng như là cái nghiệp của chúng ta phải trả thì nó sẽ đưa chúng ta đến với những người phù hợp để trả cái món nợ đó. Và trong cái chuyện mà nhân duyên quan hệ làm ăn cũng vậy, nó đều là một chữ duyên. Đôi khi chúng ta chọn nhưng mà không được, chọn nhưng không được, đấy, nó sẽ bị hỏng, nó sẽ có cái tình trạng gì đó nó sẽ phá vỡ. Đấy, không phải là chúng ta biết thì chưa chắc chọn được đâu. Đó là cái điều mà nó cực kỳ là vô lý ở trong xã hội này, nhưng mà nó thực sự đã có nhiều bác 87 muốn chọn ông 91 làm ăn không thể chọn được. Đấy, nhiều bác 87 muốn chọn ông 94 ấy, đúng không? 87 chọn 1994 cũng không thể chọn được. Đấy, đâm ra vẫn cứ lủi thào lủi thủi. Đấy, nó là như vậy đấy, nó là như vậy. Và đó là cái duyên đấy, cái duyên là chưa đủ duyên. Đấy, các cụ nói này, đủ nắng thì hoa sẽ nở, đúng không? Đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy. Đó, khi mà chúng ta đủ duyên thì sẽ gặp được những người như ý và sẽ chọn được những đứa con như ý. Nhất là chuyện sinh con đẻ cái và chuyện lấy vợ lấy chồng thì nó là cái duyên rất khó tránh, đúng không ạ? Nhưng mà đây là tôi đang nói trường hợp chúng ta chọn, đấy, được chọn thì chúng ta hãy chọn những tuổi hợp này để nó mang lại nhiều cái may mắn hơn, nhiều cái cát lợi hơn. Thứ hai là gì? Chúng ta có những cái tuổi xung khắc, tuổi hình, tuổi hại phá thì những người tuổi dần, à những người tuổi mão ấy, thì sẽ kỵ những người tuổi sau. Đầu tiên là đếm một khác nhé. Những người tuổi mão thì đầu tiên là kỵ những người tuổi dậu, đúng không ạ? Kỵ những người tuổi dậu, không nên chọn người tuổi dậu. Thứ hai là tuổi ngọ. Thứ ba là tuổi tí. Và thứ bốn là tuổi thìn. Đó. Đó, đó là những cái tuổi mà những người tuổi mão không nên chọn kết hợp làm ăn, lấy vợ gả chồng, cũng như là không nên chọn sinh con đẻ cái trong những người tuổi này để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc nhiều hơn. Đó. Như vậy là gì? Tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người tuổi mão thì hợp với tuổi nào, kỵ tuổi nào. Đó. Nếu mà trong trường hợp mà để mà chọn được ấy thì chúng ta ưu tiên là chọn tuổi gì? Thứ nhất là tuổi mùi, thứ hai là tuổi hợi và thứ ba là tuổi mão. Nếu mà trong mà không chọn ba tuổi này thì chúng ta cũng có thể chọn tuổi xỉu, tuổi dần, tuổi mão, tuổi tỵ, đúng không ạ? Tuổi thân. Đó. Chứ tuyệt đối không nên dính vào bốn ông là tí, dậu, ngọ và thìn. Đó. Tí, dậu, ngọ, thìn thì các bạn tránh nhé. Đó. À, thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tuổi kết hợp làm ăn tốt nhất với những người tuổi mão và những cái tuổi nên tránh để chúng ta có được cái cuộc sống nó tốt lành hơn. Đấy. Hy vọng là qua những cái thông tin này sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn chọn được một cái người ưng ý trong cái chuyện hợp tác làm ăn, trong chuyện là dựng vợ gả chồng, trong cái chuyện là sinh con đẻ cái. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.